nếu Kamen Rider đặc trưng với những cú Rider Kick đã làm nên thương hiệu của hiệp sĩ mặt nạ, cũng như những hình thái nâng cấp liên tục trong phim. Hay dòng phim Ultraman khác biệt hẳn với những trận chiến giữa các cự nhân ánh sáng và Kaiju, thì một trong những đặc sản của dòng phim Super Sentai cho đến nay chính là những robot chiến đấu với đám quái vật đồ hóa khổng lồ sau mỗi lần chúng bị đánh bại ở hình dạng nhỏ. Thế nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ không bàn tới những cỗ máy do các Senshi điều khiển mà sẽ nhắc tới phe phản diện nhiều hơn. Cụ thể là trong xuyên suốt lịch sử của Super Sentai, đám phản diện đã được hóa thành hình dạng khổng lồ bằng những cách thức gì? Vậy thì hãy cùng mình đi vào tìm hiểu nhé! Có thể bạn đã biết, dòng phim Super Sentai đã được khai sinh với chiến đội đầu tiên là Goranger năm 1975. Và giai đoạn đó, dòng phim này đã không cho thấy có quá nhiều sự khác biệt khi so với người anh em là Kamen Rider. Ngoài việc những người hùng trong phim là tập hợp năm chiến binh với năm màu sắc và nét cá tính khác nhau, khi ấy cũng chưa hề tồn tại khái niệm về những trận chiến giữa người máy khổng lồ và quái vật. Nhưng có thể ghi nhận tên boss đối đầu với các Goranger hay tổng tư lệnh Hắc Thập Tự chính là phản diện đầu tiên có thể hóa khổng lồ. Từ bỏ nhân dạng của mình, hắn ta đã chuyển hóa thành tòa thành Hắc Thập Tự, một pháo đài bay khổng lồ có tri giác. Series kế tiếp là Chaka cũng hoàn toàn tương tự khi đám phản diện thuộc tổ chức tội phạm Crime đã không hề được hóa thành khổng lồ. Tuy nhiên vào cuối những năm 70, sau cú bắt tay giữa Toei và Marvel đã truyền cảm hứng cho những bước chuyển mình của dòng phim này. Theo thỏa thuận của cả hai bên, Toei và Marvel có thể thoải mái sử dụng các siêu anh hùng của nhau và Toei đã tận dụng cơ hội đó để cho ra mắt một nhân vật Spider-Man của riêng mình. Tuy chỉ phát sóng có một năm, nhưng sự xuất hiện của người máy Leopardon trong phim đã cho Toei ý tưởng về những trận chiến giữa người máy khổng lồ cùng với đám quái vật của phe phản diện và trong những series kế tiếp của mình. Điều này cũng đã tạo tiền đề cho việc nhà sản xuất phải liên tục nghĩ ra vô vàn cách thức để giúp lũ quái vật trở thành đối trọng xứng tầm với những robot người hùng. Xuyên suốt trong lịch sử dòng phim, sau mỗi lần lũ quái vật bị đánh bại bởi những chiến đội, chúng cùng tổ chức phản diện ở phía sau sẽ luôn có cách để thử thách các Senshi thêm một lần nữa, nhưng là với quy mô to hơn. Mỗi tổ chức đều sở hữu những cách thức riêng biệt, nhưng xét trên điểm chung, ta có thể phân loại thành 4 cách thức khác nhau, bao gồm tác nhân bên ngoài, tự hóa khổng lồ, kích thước khổng lồ sẵn và cuối cùng là người máy khổng lồ. Đầu tiên là tác nhân bên ngoài, đây chính là cách thức hóa khổng lồ phổ biến nhất. Sau khi một tên quái vật bị đánh bại, ngay lập tức phe phản diện sẽ sử dụng một thiết bị hoặc cử ra một thành viên chuyên phụ trách để hóa khổng lồ cho những kẻ xấu số. Dynaman là bộ Sentai đầu tiên mà chính thức ghi nhận cách thức hóa khổng lồ nhờ vào tác nhân bên ngoài. Cụ thể là vào giai đoạn giữa phim, đế chế Jashinka đã tạo ra một chủng quái vật mới, ưu việt hơn mang tên là Mechashinkaju. Nên để tướng quân Kar đã phải dùng tới tia sáng Big Bang bắn ra từ cặp mắt của tàu mẹ Grand Gizmo giúp cho những sinh vật cyborg đó được khôi phục và hồi sinh từ dưới lòng đất. Kể từ đó trở đi, cách thức này được áp dụng phổ biến hơn. Trong series Lifeman, đám Junoju thuộc tổ chức Army Vault đều do một tay tên Godnoid Gash tạo ra cũng như hồi sinh với kích thước khổng lồ thông qua khẩu pháo Giga Phantom. Trong series Juranger, mụ phù thủy Bandora sẽ phi cây quyền trượng của mình xuống mặt đất. Khi đó, linh hồn của những quái vật Dora bị đánh bại sẽ được tái sinh trong hình dạng khổng lồ. Trong series Gogo 5, tên thầy phép Pieru sẽ dùng một tấm thẻ tái tạo để biến những quái thú Cyber hóa thành những ác quỷ khổng lồ. Đối với series Goranger thì đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam rồi nhỉ, với màn múa gậy của Atsutsu nhằm phóng ra những hạt đậu phép nảy mầm để hồi sinh cho lũ Baron Odogu từ đống bầy nhầy. Còn ở trong series Hurricaneger, tùy thuộc mỗi nhóm ninja vũ trụ khác nhau mà ở Wendinu sẽ áp dụng công nghệ hóa lớn tương ứng. Với thuộc hạ của giáo đầu Chujubo thì sẽ sử dụng một cuốn trục ninja. Còn với thuộc hạ của giáo đầu Satarakura thì sẽ sử dụng Dekamen, một chiếc boomerang có hình mặt nạ. Mãi một thời gian sau cho đến series Kyoruger, ta mới thấy lại được một supporter chuyên phụ trách nhiệm vụ hóa khổng lồ cho đám quái, hay đó chính là lạc mật trình Lakiro cùng chiếc bình tưới nước hình bí ngô, bên trong có chứa một loại nước hồi sinh, chỉ có tác dụng với những kẻ có xuất thân từ quân đoàn Debos. Từ tập 16 trong series Bokenger trở đi, Voriwon đã sử dụng một mũi tên phóng đặc biệt, cung cấp năng lượng giúp cho đám Jakuryu hồi sinh, và đôi khi các negative trong phim còn được hóa khổng lồ nhờ những báu vật Precious. Tiếp đó là series Ninja với tên Kyuemon cùng cây bùa phép và Yoshuriken đánh cắp từ Ninja Dojo của nhà Igasaki để hồi sinh cho những yokai của quân đoàn Kibaoni thông qua nhẫn thuật hắc ám của hắn. Nadia của Deathgalion trong series Juojo cũng phụ trách nhiệm vụ đút Continuing Medal vào khe đút su trên cơ thể của mỗi player để tiếp tục Blood Game trên trái đất. Cuối cùng là series Luparanger vs Spat Ranger, mỗi khi đồng bọn của ả Gotchiru Medu bị thất bại, ả sẽ đặt bảo vật Getbig vào trong két sắt sau lưng, thứ ban cho ả năng lực hồi sinh cho đám tội phạm Gangler. Một số tổ chức phản diện cũng sở hữu nguồn năng lượng đặc biệt để hồi sinh cho những kẻ tử trận, có thể xuất phát từ một thứ công nghệ hay sức mạnh bí ẩn vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Có thể kể đến như các quái thú Boma trong series Turbo Ranger với những cơn lốc bí ẩn được triệu hồi bởi các chỉ huy của quân đoàn Boma. Đám yokai trong series Kakuranger với đám mây năng lượng yokai được giải phóng từ cánh cổng phong ấn. Lũ Meiju và Meijujin trong series Machi Ranger với những ma pháp hóa khổng lồ của Wozot, Mimi hay ả Vancuria. Đám thuộc hạ chinh phạt trái đất của đế quốc vũ trụ Giang Nhắc, hay còn gọi là các Action Commander, sẽ được hóa khổng lồ thông qua một tia sáng, được bán ra từ khẩu pháo của chiến hạm Gigan Host do chính chuyên viên phát triển kỹ thuật Insan phụ trách. Trong một vài series thuộc thế kỷ trước, Toei cũng khá chuộng hình thức sử dụng những sinh vật sống đặc biệt để hồi sinh cho đám quái thú.
sớm nhất là series Changeman với một sinh vật ngoài hành tinh một mắt là Kyodai sẽ được triệu hồi xuống mặt đất để hồi sinh cho những Uchiyuchi đã bị đánh bại. Đám Chusenshi trong series Flashman sẽ được hóa lớn nhờ vào Kuragen, một sinh vật khổng lồ do chính đại đế Ladius phát triển khi hắn đã nghiên cứu gen của loài sứa. Trong series Masman, những con quái vật của lòng đất hay Chiteju Dogler có thể được hóa khổng lồ là nhờ những vụ nổ của quái thú năng lượng Okelampa. Trong series Jetman, nếu sinh vật Dimensional Bug thuộc quân đoàn Viram mà còn sống thì chúng hoàn toàn có thể hồi sinh cho bất cứ kẻ nào. Một thời gian sau cho đến series Mega Ranger, ta sẽ được thấy BBDB của vương quốc tà điện Nejiregia đã được Dr. Hinela tạo ra với nhiệm vụ truyền virus hóa lớn cho đám quái thú Nejire. Lần cuối mà cách thức này được xuất hiện là trong series Cosager với đám bọn BB của tên Budajira sẽ giúp hồi sinh cho đám Warstar và Yumaju. Sau này còn trở thành BB Neo để hóa khổng lồ cho đám máy móc của đế chế Machinitis. Tuy tân tiến hơn nhưng lại rất hiếm những người máy nhân bản được đem vào trong phim, duy nhất hai series ta được thấy cách thức này. Bao gồm series Fireman với mẫu người máy Enlarging Beast Colin do quân đoàn đế quốc Ngân Hà Zone phát triển, nó sở hữu khả năng hấp thụ và mô phỏng lại những quái vật King Katoshi bị đánh bại. Và thứ hai là trong series Hurricanger, mỗi khi đám thuộc hạ trong quân đoàn nhẫn giả dối của giáo đầu Stargate bị tự trận, thì Wendy Nu sẽ thả ra cỗ máy Copy Giant từ căn cứ để nó bay đến vị trí của ninja bị tiêu diệt và sao chép lại hình dạng cũng như sức mạnh của chúng. Cách thức tiếp theo là tự hóa khổng lồ. So với cách thức ở trên, việc mà quái vật tự hóa khổng lồ cũng phổ biến không kém. Rõ ràng điều này đem tới một sự chủ động hơn rất nhiều cho đám quái khi chúng rơi vào tình cảnh bị áp đảo bởi nguyên cả một chiến đội. Đặc biệt là đối với Kyuranger hay Kyuruger thì có lẽ quái cũng chẳng muốn đánh nữa. Theo như quan sát thì nhóm này còn được chia ra làm hai nhóm nhỏ hơn, một là có thể tự hóa khổng lồ nhờ vật phẩm và hai là không nhờ vật phẩm. Tự hóa khổng lồ mà không dùng vật phẩm là cách thức sơ khai nhất trong lịch sử Super Sentai. Với những series thời kỳ đầu, quá trình đám quái thú hóa khổng lồ đều được giải thích bởi một yếu tố có sẵn bên trong cơ thể. Chẳng hạn như đám quái vật Vader trong series Denjiman đều sở hữu khả năng kiểm soát cấu trúc tế bào của cơ thể để có thể tùy chỉnh kích thước của chúng. Lũ quái vật Monger trong series Sun Vulcan thì được cài sẵn Expansion Program để tự sửa chữa và hồi phục sau khi bị dính đòn tất sát của các chiến binh. Trong series Dynaman, những con quái thú tiến hóa của tên tướng quân Kerr cũng được lập trình sẵn cơ chế Big Bang Progress để hóa khổng lồ ngay lập tức khi chúng trở nên yếu đi. Trong series Time Ranger, lũ tù nhân Londas sẽ ngay lập tức hóa khổng lồ khi miếng rắn ức chế bị tách ra khỏi cơ thể và phản ứng rebound sẽ xảy ra. Đây là tác dụng phụ của quá trình đóng băng, một quá trình thu nhỏ đám tội phạm nguy hiểm để bắt giữ thay vì tử hình ở thế kỷ 30. Các Trinoi trong series Abba Ranger sau khi bị tiêu diệt thì Lightberry trong cơ thể chúng sẽ bay thẳng lên trời và tạo ra một cơn mưa có vi khuẩn Villa Moira để từ đó hóa lớn cho chúng. Tộc Achu trong series Bokenger cũng sẽ toạc cơ thể của mình ra như một cách hy sinh sinh mạng để đạt được kích thước khổng lồ. Đám người máy băng kỳ của đế chế Kaiak trong series Coanger đều có một bình chứa sẵn trong cơ thể lưu trữ hợp chất Bicurium do bộ trưởng bộ ô nhiễm không khí Kitanedas phát triển. Trong series Shinkenger, đám Ayakashi và cả những tên thủ lĩnh của Kedoshu đều sở hữu một sinh mạng thứ hai giúp chúng hóa khổng lồ ngay khi bị các Shinkenger kết liễu, ngoại trừ hai tên là Chinomanako và Chitari đã đánh mất năng lực này vì một vài lý do. Một số phe phản diện khác lại chọn cách sử dụng thuật thức hay đơn giản là tự thân hấp thụ lấy nguồn năng lượng sẵn có để có thêm sức mạnh của một cơ thể khổng lồ. Đơn cử như Badogin trong series Fireman đã hấp thụ năng lượng ngân hà để hóa khổng lồ. Trong series Daranger, ác quỷ Ikazuchi có thể hấp thụ năng lượng từ địa ngục để trở nên khổng lồ khi cần thiết. Trong series Kaoranger, chúa quỷ Senki đã hấp thụ những linh hồn Odugu còn sót lại để trở nên khổng lồ. Trong series Kekiranger, những tên Winwinshi của Lâm Thú Quyền thường thi triển thuật kỹ Ringi để hóa khổng lồ. Trong series Tokyuger, khi một quái vật Shadow bị tiêu diệt, nó sẽ hấp thụ toàn bộ bóng tối đã thu thập được để có thể biến thành kích thước khổng lồ. Còn những sinh vật Minosaur xuất hiện trong series Real Soldier thì lại cố gắng hấp thụ năng lượng sống của nạn nhân mà nó ký sinh. Càng hấp thụ thì Minosaur càng trở nên to lớn hơn và đe dọa tới tính mạng của nạn nhân. Riêng đối với Poltergeist Minosaur thì sẽ hấp thụ rác thải do vật chủ của nó chỉ là một món đồ chơi vô tri bị vứt bỏ. Cách thức này đôi khi không có một lời giải thích quá chi tiết. Ví dụ như cách mà Hitotsuki trong series Dawn Brothers đã tiến hóa thành Hitotsuki sau khi bị đánh bại. Và cũng vì sự nhanh gọn và tiện lợi đó nên ta cũng hay thấy nhiều tên phản diện máu mặt, một số tên chỉ huy hay cả boss trong các tổ chức phản diện thường hóa khổng lồ bất cứ khi nào chúng muốn. Có thể kể đến như trong series Mega Ranger, đối với chỉ huy Yugande là một điển hình. Kể cả đám Neji Ranger cũng sẽ được hóa khổng lồ khi mà bộ Mega Suit của chúng bị phá hủy, đồng thời để lộ nguyên dạng quái vật của chính mình. Tên Hallelujah trong series Coco 5 cũng đã sử dụng năng lực của bản thân để biến lớn liên quan đến ma thuật Saima. Trong quân đoàn Kibauni của series Ninja còn có một số kẻ mạnh có thể tự niệm chú hóa khổng lồ, ví dụ như Yokai thượng cấp Noe. Trong series Zenkaiger cũng có Hakaiger, sau khi được Ichirude nâng cấp thành Hakaiger Kai, có thể tự mình chuyển hóa thành Hakaijuo. Chuyển tới là những kẻ sử dụng vật phẩm để hóa khổng lồ. Cách thức này vẫn có sự chủ động như đã nói, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp, đám quái vật sẽ bị các Senshi cản trở hoặc phá hủy vật phẩm, khiến chúng không có cơ hội đối đầu với những Mecha. Ngoài ra, tùy vào lượng vật phẩm được hấp thụ, cũng có thể ảnh hưởng tới kích thước hay sức mạnh của đám quái vật sau khi chúng đã hóa khổng lồ, thử điểm qua một vài series thuộc phân loại này nhé. Ví dụ như đám tay sai của Gorma trong series Daranger, khi chúng đều sở hữu cho mình những quả bom phóng đại để dùng cho lúc nguy cấp.
Tiếp đến là lũ Konosuke trong series Kamen Rider cùng với Imoyokan xuất hiện kể từ sau tập 4. Imoyokan được mô tả là một loại bánh dạng khối lập phương màu vàng được làm từ khoai ngọt, và nếu Imoyokan hết hạn cũng sẽ ảnh hưởng tới thời gian hóa khổng lồ, hay thậm chí còn có thể khiến Konosuke trở nên nhỏ xíu. Trong series King Kamen, các Majin thuộc băng hải tặc vũ trụ Barubam đều dùng chung thứ chất lỏng có tên là Barubam Extract và sẽ được sử dụng khi chúng bị đẩy vào thế khó, nhưng đồng thời cũng rút ngắn sinh mệnh của chúng. Đối với nhóm những tên khổng lồ sẵn, thay vì phải biện lời cho đám quái vật thì nhiều tổ chức đã tạo ra những sinh vật khổng lồ ngay từ đầu và ép các Senshi phải triệu hồi ra các mecha để chiến đấu. Một số còn có thể tùy ý thay đổi kích thước, ví dụ như quái thú Space Dragon trong Real Soldier, hay Cho Majin Boma trong series Turbo Ranger, hoặc là Saragin trong series Fireman. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều những tên khổng lồ sẵn khác nữa. Kể đến là nhóm những người máy khổng lồ. Cách thức này không hẳn là hóa khổng lồ, nhưng đây là một cách thức khá quen thuộc, bằng cách gửi tới chiến trường những người máy hay cơ khí đồ sộ, giúp cho những tên ác nhân có thể gây thêm khó khăn cho các người hùng. Ví dụ như trong Battlefield VJ, series đầu tiên có xuất hiện robot khổng lồ. Mỗi khi gửi một tên Ecos Kaijin tới chiến đấu, phe phản diện còn tạo ra một phiên bản em trai khổng lồ, y hệt với tên Ecos Kaijin đó. Mẫu robot này sẽ hoạt động hoàn toàn dựa trên mệnh lệnh của người anh trai, bao gồm cả chỉ huy Header. Đây là dòng người máy không người lái đầu tiên trong lịch sử. Với mô típ tương tự, đám Mecha Gigan trong Bioman lại là dòng người máy sở hữu tri giác và hỗ trợ cho Dr. Man. Hoặc là Giganoid Fumetsu, một tên quái vật thực vật dạng chiến binh được tạo ra từ dữ liệu của Killer-O trong Abaranger. Trong một số trường hợp, đám người máy này vẫn sẽ có bổng lái và cần có người điều khiển. Chi tiết này được thêm vào phim nhằm tạo sự kịch tính cho trải nghiệm của khán giả, đem lại cảm giác đối đầu cân bằng giữa hai phe. Đơn cử như Evil Mecha đầu tiên trong lịch sử là King Magma, do thần toàn năng của đế chế máy móc Black Magma chuyển hóa từ cỗ máy Monger Maker và do Zero Gun điều khiển trong Sun Vulcan. Hoặc là lũ Mozo trong series Goggle Five, sau khi bị đánh bại, tổ chức Death Duck đã tạo ra người máy cơ khí công với chức năng khôi phục sức mạnh cho Mozo bị tử trận bằng năng lượng Refresh Power, sau đó điều khiển công chiến đấu với Goggle Robo. Từ tập 1 cho đến tập 4, các Mozo và mẫu công đều khác nhau, nhưng từ tập 5 trở đi thì tất cả các mẫu công đều là phiên bản nhái lại của quái vật Mozo. Cuối cùng là một số thông tin bên lề. Đôi khi tùy thuộc vào tình huống và đặc tính của đám quái mà quá trình đạt được kích thước khổng lồ sẽ có chút khác biệt. Chẳng hạn như Địa Đế Vương Zeba là trường hợp đầu tiên kẻ đã hấp thụ chính sức mạnh của đối phương để hóa khổng lồ, cụ thể là năng lượng aura từ khẩu pháo Jet Cannon của các chiến binh Batman. Một trường hợp không hẳn là quá hiếm trong Super Sentai đó là khi một phần cơ thể của tên quái vật bị tác động sẽ vô tình làm hắn trở nên khổng lồ. Có thể kể đến như Dora Pixie khi chiếc sừng ma thuật của hắn bị đập vỡ trong G-Ranger, và cả tên Bon Goblin Hell sẽ được hóa lớn khi mà điểm yếu ở cổ họng của hắn bị đánh trúng. Trong tập 14 của Mega Ranger, một tên boss Kune Kune có thể tập hợp cả một đội quân Kune Kune lại và cho ra hình dạng King Kune Kune độc dị. Các quái vật hay ác nhân liên quan đến mô típ nhẫn giả cũng sử dụng được nhẫn thuật tạo ảo ảnh khổng lồ hoặc hóa khổng lồ như tên Ninja Kirikage trong Magi Ranger, giáo đầu thứ tư Wendy Nu trong Hurricane Ranger, hay là tên Kamala trong Denjiman. Thậm chí có nhiều trường hợp khi những tên quái vật đã hóa thành khổng lồ rồi nhưng chúng vẫn có thể cố gắng để hóa lớn hơn nữa nhằm áp đảo hoàn toàn các hợp thể người máy về mặt kích thước. Ví dụ như tên Manehitsu Shadow trong Tokyuger, hay lính Chariu trong Bokenger nhờ năng lực của cây búa Uchide. Video đến đây cũng đã tương đối dài, và vì đây là một bài tổng quát nên sẽ có một số chi tiết mà mình đã vô tình bỏ sót. Hy vọng các bạn theo dõi kênh thông cảm, và nếu được thì hãy chia sẻ cảm nhận cũng như hiểu biết của bạn ở phần bên dưới bình luận về chủ đề ít ai bàn tới này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.